chị ơi, ghế massage giảm còn 9,7 triệu kìa. Mày lên con massage 5,5 triệu cho tao. Lên massage 5,5 triệu, nhanh lên. Ghê massage 5,5 triệu kìa. Ê, nó bèo thế nhờ. Còn từ gì để nói không các chị? Bây giờ giá này thôi thôi em không cần tư vấn nữa nha các chị nhá. Đúng rồi. Giờ này thôi em không cần tư vấn nữa đâu. Elite Sport 17 năm trên thị trường, hơn 200 cửa hàng trên toàn quốc, có xưởng nhà máy sản xuất tại Việt Nam, không cần nói nhiều, đủ ba từ đấy thôi. Bảo hành 1 năm cho mọi người, bảo trì trọn đời, ok chưa? Ok. Thế này các chị có cần phải tư vấn, có cần phải suy nghĩ không? Không. Giờ chắc là không cần phải suy giá thì thôi nhá, thì thôi trọn đời rồi. Chốt đơn. Giờ nếu chị muốn chốt nữa thì thôi bó tay. Chưa từng. Nhớ nha, phạm thoại là chưa từng, ok chưa? Ok. Thôi còn nói gì nữa. Bây giờ các chị có cần em tư vấn kỹ nữa không? Không. Không, con không cần tư vấn đâu. Đúng rồi. Còn chị nào có tiền, nghe lời em. Nghe lời em. Cái con ghế massage 31 triệu giảm còn 12 triệu. Có voucher tới tận 3 triệu. Voucher 3 triệu cho các chị. Nghĩa là còn 9,7 triệu. Voucher 3 triệu còn 9,7 triệu. Em không còn từ gì để nói về cái thương hiệu này nữa rồi. Em nói thật các chị nghe luôn, như là đi cho một con ghế massage cho các chị luôn. Quá bèo bọt. Quá bèo bọt về mức giá luôn. Công nhận với em không? Công nhận. Các chị có công nhận không? Công nhận. Mà ra này, em ơi máy hết pin, cắm điện giúp anh với. Các chị ơi, thôi, quên đi. Quên nhau đi. Này, các chị áp cái là còn 9,7 triệu, các chị thấy chưa? Áp cái còn 9,7 triệu, không cần nói nhiều. Nhanh chóng gọn lẹ cho em. Nhanh chóng gọn lẹ liền cho em. Nhanh tay, chốt đơn. Đợt, em nói nghe này. Đợt Tết, chị nào mua giá con này 9 triệu của em thì bước vào đây nói chuyện với em có đúng không? Đúng. Trời ơi, bình thường em ghé massage là 9 triệu hoặc 8 triệu mấy là thấp nhất. Ở ai? Chán đời. Chốt đơn. Ghế massage là dòng 2D cho mọi người. Massage toàn thân có chế độ là không trọng lực. Ngoài ra bằng điều khiển bằng chữ tiếng Việt, nó sẽ kêu bằng tiếng Việt hết. Nên là mọi người sử dụng cho em có 5 bài nha mọi người. Có 5 bài. Và điều quan trọng cho mọi người là gì? Mọi người sử dụng chữ bằng tiếng Việt này, có hồng ngoại, sẽ nằm lóng lưng cho mọi người luôn. Hướng dẫn sử dụng rồi, ok, làm lên là hướng dẫn cái gì đó chữ tiếng Việt đúng không ạ? Muốn bấm cái gì chả được. Hoàn toàn tự động hết anh chị, hoàn toàn tự động hết. Nằm là chill thôi. Con này sẽ massage là trong vòng bao nhiêu giây? Hình như 15 phút đúng không? Thời gian là tùy theo mình cài luôn, tối đa là 30 phút. 30 phút, tối đa 30 phút. Mình có thể cài đặt được. Mạnh này, chế độ mạnh và nhẹ luôn. Chế độ mạnh nhẹ mình cứ thích thì mình cài vẫn được hết. Rồi, các chị thấy giá rẻ chưa? Rẻ. Các chị thấy giá rẻ chưa? Rẻ. Em ơi thật mà không rẻ. Dạ, anh ơi, cái Trọng Minh ơi, cái con kia là cái con này là 10 tới tận 12 chức năng. Và điều quan trọng con này có bấm huyệt lòng bàn tay. Nó sẽ khác so với con này. Tại sao vậy? Giá sẽ khác nha. Đó. Nên mọi người không mua thì em chịu thôi. Chia sẻ thật. Vì thật ra các chị nào từng theo dõi em biết em bán ghế massage giá nhiều, mọi người tự động biết mà. Lần này cho các chị là quá rẻ rồi các chị ạ. Ôi dồi ôi, có 6 triệu 7 cũng rẻ. 6 triệu 7 là rẻ rồi. Trời ơi, còn chê gì nữa? Có 6 triệu mấy thì còn chê cái gì nữa? Đúng không các chị? Trời ơi, em nói thật các chị luôn, mê luôn. Thích lắm. Nói chung là em đau lưng đau vai là nay gì anh nhờ? Minh Quân 20 triệu là sao má? Sao lại 20 triệu là cái gì đấy? Trời ơi, bác trả vụt liền cho em. Em nói thật, bác không vụt không có cơ hội lần hai. Bác không vụt không có cơ hội lần hai. Em đã bán cho các bác thì các bác phải tin em một lần. Thật sự chân tình với các bác, nói thật ngày hôm nay vì nó là phiên live 2 triệu đô. Em đạt đủ số là em cho các chị sale rẻ để đạt đủ số luôn đấy.
cho các chị để em nghỉ đi, giờ 12 giờ hơn rồi. Đó. Rồi, ok chưa? Ok. Cứ suy nghĩ đi, nghe lời Phạm Thoại. Nghe lời Phạm Thoại. Thương hiệu Elite Sport, ok chưa? Ok. Rồi, tiếp tục là rồi, chị em nào nhanh chân nhanh tay, chốt đơn, chị em nào nhanh chân nhanh tay. Chốt đơn. Nhanh chân nhanh tay. Chốt đơn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Giá là 22 triệu, còn 6 triệu rưỡi thôi đấy, còn có 26, 6 triệu rưỡi thôi. Chị em nào nhanh chân nhanh tay, chốt đơn liền chị em. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lên. Quá rẻ luôn. Quá rẻ luôn các tình yêu ơi. 22 triệu thì mày đi mua chỗ khác. Dám rẻ thôi, kêu cho 22 triệu thì mua. Xin hạ ông em ơi. Mai mất giọng rồi. Qua má đi ạ. Ok, chút điện, chút điện, chút điện, chút điện.